Bản ghi Akashic. Hành trình tâm linh là để thâm nhập vào trái tim của linh hồn phổ quát, làm chủ mục đích sống và nâng cao tần sóng rung động của bạn. Tác giả Melissa Gomez. Chương 9: Mở Akashic cho người khác. Sự khai sáng nằm trong tầm tay. Nếu những chương trước là cách thức để bạn mở ra bản ghi Akashic cho chính mình và gợi lại các thông tin về tiền kiếp cho bản thân bạn, thì trong chương này, bạn, với tư cách là một người tin vào luân hồi, sẽ có thể tham khảo cách thức để mở ra bản ghi Akashic cho người khác. Giả sử có một ai đó vì một lý do cụ thể, họ không có khả năng hoặc không muốn tự mình thực hiện việc truy cập Akashic, thì đây là chương hướng dẫn bạn cách thức để giúp họ làm việc đó. Một người có thể thay người khác truy cập vào Akashic để lấy hộ thông tin hay không? Câu trả lời là có thể, và nó chỉ như vậy thôi, không hơn không kém. Đừng hiểu nó theo một cách phức tạp là khi bạn giúp người khác mở Akashic của họ, là bạn đang cống hiến hay hy sinh gì ghê gớm lắm. Giúp người khác mở Akashic thực ra là giúp họ có cơ sở để đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, thấu đáo hơn, giúp họ có trải nghiệm được khai sáng. Chúng ta sẽ cùng đi thảo luận việc mở Akashic cho người khác cần có những điều kiện gì, việc đó sẽ mang lại lợi ích như thế nào, cũng như đưa ra những khả năng phổ biến trong loại thực hành này. Đây là phần giúp bạn biết rõ bạn sẽ đối mặt với những gì một khi quyết định mở ra Akashic cho người khác và nó có đáng để bạn thử hay không. Để rõ ràng hơn, từ đây, tôi sẽ dùng thuật ngữ người yêu cầu để chỉ người mà bạn sẽ giúp mở ra Akashic. Những điều cần cân nhắc khi mở Akashic cho người khác. Đầu tiên và quan trọng nhất là bạn có được sự đồng ý từ người yêu cầu. Bạn có thể có cảm giác việc này là giúp được cho người yêu cầu, nhưng hãy đảm bảo rằng Điều tiên quyết là bạn có được sự đồng ý từ họ trước bất kỳ một phiên truy cập nào. Đó là vấn đề về đạo đức, người yêu cầu có sẵn sàng để bạn đọc thông tin về họ hay chưa và bạn có nghĩa vụ phải xác nhận với họ trước. Bạn nên hỏi người yêu cầu một cách rõ ràng, họ có sẵn sàng để nhận bản ghi từ Akashic hay chưa, họ muốn chia sẻ thông tin của họ với bạn như thế nào. Hầu hết những người yêu cầu đều vui lòng đồng ý với bạn, vì họ thấy biết ơn bạn đã thực hiện công việc chữa lành giúp cho họ. Khi người khác yêu cầu bạn mở ra Akashic thay họ, nghĩa là họ có sự tin tưởng dành cho bạn, do đó bạn cũng nên thực hiện việc này trong giá trị đạo đức của bản thân mình. Khi bạn giúp người khác đọc Akashic, bạn cũng có lợi, vì điều đó mang lại cho bạn sự hiểu biết sâu sắc hơn trong vai trò là một người chữa lành cho người khác. Nếu bạn có được những tâm niệm này, công việc đó sẽ được thực hiện một cách mạnh mẽ và trôi chảy hơn. Một khía cạnh đạo đức khác mà bạn cần lưu ý đó là chia sẻ lại thông tin từ Akashic của người yêu cầu với các người đọc khác hoặc những người có liên quan với người yêu cầu. Tôi hiểu rằng đôi khi việc bạn chia sẻ thông tin của người yêu cầu là vì bạn thấy điều đó tốt cho người yêu cầu, thế nhưng hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi có bất cứ hành động nào về chuyện này. Yếu tố bảo mật là cực kỳ quan trọng. Một số người yêu cầu sẵn sàng đồng ý để bạn chia sẻ thông tin của họ một cách thoải mái, nhưng không phải ai cũng vậy họ thậm chí còn không muốn lưu lại phiên đọc Akashic của họ dưới bất kỳ hình thức hay văn bản nào, hãy tôn trọng mong muốn của họ. Hãy nhớ, quy trình là một chuyện, có những điều bạn thấy cần nên làm, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý kiến của người yêu cầu. Cố gắng trình bày thông tin bạn nhận được một cách ngắn gọn. Cho dù bạn có cảm giác rằng một số thông tin về người yêu cầu mà bạn nhận được có tính chất nhân quả, nhưng khi trình bày lại với người yêu cầu, bạn cần sử dụng ngôn từ không phán xét họ khi bạn thảo luận về những gì bạn thấy trong Akashic của họ. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn sử dụng những từ như có vẻ là bạn đã trải qua việc thay vì nói, bởi vì bạn đã làm như thế cho nên, đây là lý do từ việc bạn đã, vân vân. Bạn cũng nên tránh những cách nói tiêu cực, đánh giá và dán nhãn cho người yêu cầu, chẳng hạn như bạn có thói, bạn là kiểu, nên sử dụng những cách diễn đạt mềm mại, hình như là có vẻ như là bạn đã từng trải qua một điều cần lưu ý nữa là đôi khi người yêu cầu sẽ có phản ứng tiêu cực nếu bạn nhắc lại một số chuyện trong quá khứ của họ ngay khi bạn nhận ra được điều này cố gắng nói càng sơ lược càng tốt và chỉ nói những gì bạn thấy chứ đừng nói những gì bạn cho là hãy có sự chuẩn bị cho bất kỳ cảm xúc nào của người yêu cầu nếu bạn có sự không thoải mái khi phải thảo luận bất kỳ vấn đề nào của người yêu cầu trước tiên hãy nhớ rằng điều này là bình thường bạn cần nhận ra rằng giả sử những cảm giác khó chịu xuất hiện thì những cảm xúc này là đến từ cả bạn và người yêu cầu cố gắng trình bày nó theo cách không phán xét và nói cho họ biết để họ có thể hiểu được nguồn gốc của những cảm xúc khó chịu đó nếu người yêu cầu là người quá trẻ họ sẽ không có tính ổn định nếu người yêu cầu của bạn là một người vừa bước qua tuổi thành niên hoặc còn rất trẻ hãy lưu ý rằng họ có thể chưa có đủ ý thức về bản thân để hiểu hết cái gọi là sự kiện tiền kiếp của họ nếu được, bạn chỉ nên tóm gọn hoặc chỉ ra những sự kiện mấu chốt nhất định để họ biết vừa đủ về những gì họ đã từng trải qua và chỉ đơn giản dừng lại ở đó. Như tôi đã nói khá nhiều lần, Akashic chỉ nên truy cập cho người trên 18 tuổi. Các bước mở Akashic cho người khác. Quy trình mở Akashic cho người khác tương tự như bạn tự mở Akashic của bạn, chỉ khác ở chỗ ý niệm, đây là mở ra cho người khác, kia là mở ra cho bản thân bạn. Bạn phải chắc chắn mục đích duy nhất của việc mở Akashic cho người khác là vì giúp họ chứ không phải vì tò mò hay vì tư lợi ích kỷ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn rằng, nếu bạn mang theo một ý định ám muội khi mở Akashic của người khác, nó sẽ quay ngược lại và ám ảnh bạn. Cho nên bạn cần suy xét kỹ lý do trước khi làm điều này. Hãy ghi lại những thay đổi của cá nhân bạn khi mở Akashic cho người khác. Yêu cầu của người yêu cầu phải được đặt lên hàng đầu. Bạn phải hướng đến lợi lạc mà người yêu cầu sẽ nhận được khi giúp họ mở ra Akashic. Đầu tiên, hướng dẫn người yêu cầu đi qua các bước chuẩn bị cho câu hỏi, tạo ra các cam kết và thỏa thuận trước phiên truy cập, giải thích với họ các quy trình và những kỳ vọng phù hợp. Đến phần thứ hai, hãy khuyến khích người yêu cầu tham gia vào việc quán tưởng và hộ niệm. Khi bạn đọc lời cầu nguyện, hãy đọc to từ dòng 1 đến dòng 10 của bài cầu nguyện nhập thiền với tên của người yêu cầu lặp lại khe khẽ dòng 8 đến 12 lần nữa với tên của người yêu cầu. Thông báo mở tài liệu Akashic bằng cách nói to dòng 11. Từ đây lưu ý, tất cả thông tin mà bạn sẽ nhận được không thuộc về bạn, nên vui lòng đừng thêm bối cảnh cá nhân của bạn vào. Bạn có thể thấy bối rối hoặc quá khó hiểu về những gì mà bạn chứng kiến, nhưng chỉ cần nhớ một điều. Những gì bạn đang chứng kiến là ưu tiên để người yêu cầu hiểu được, để người yêu cầu cảm thấy có nghĩa, chứ không phải là bản thân bạn. Cho nên nếu có việc này xảy ra, chỉ cần nhớ rằng những gì bạn đang đọc là hồ sơ của người yêu cầu, không phải của bạn. Sau khi kết thúc phiên truy cập Akashic cho người khác, bạn sẽ bị mất phương hướng trầm trọng hơn là truy cập cho chính bạn. Bạn cần có sự chuẩn bị cho điều này. Hãy thực hiện một loạt kỹ thuật thoát phiên và tiếp đất để định hình lại. Nhớ làm điều này một cách cẩn thận. Này hướng dẫn sơ lược các bước thực hiện truy cập Akashic cho người khác. Một có xác nhận đồng ý mở bản ghi Akashic từ người yêu cầu, xác nhận đồng ý mở ra các thông tin bao gồm cả tiền kiếp. 2. Khi đã có xác nhận đồng ý từ họ, hướng dẫn họ thư giãn và bắt đầu đi vào trạng thái thiền hoặc bất kỳ phương pháp nào phù hợp cho họ như yoga, tụng kinh, miễn là bạn phải đảm bảo được họ hoàn toàn thư giãn và thả lỏng. 3. Sau khi có trạng thái thư giãn, tiếp tục dẫn họ hình dung ra một bối cảnh trong đó họ đang đứng giữa một căn phòng tràn ngập ánh sáng. Trên tay bạn là hồ sơ Akashic của họ, bạn trao hồ sơ đó lại cho họ, bạn đặt nó vào tay của họ, và bạn bắt đầu nói, Akashic của Nguyễn Thị A, tên của người yêu cầu, hiện đang mở ra để có thể xem được tất cả các sự kiện tiền kiếp, nhằm giải quyết các vấn đề và nhận được hướng dẫn về kiếp hiện tại. Mong Nguyễn Thị A sẽ sử dụng những thông tin này một cách khôn ngoan. 4. Trong lúc đọc bản ghi tiền kiếp, Hãy tin ý để nhận ra người yêu cầu đã có sự chắc chắn với các sự kiện đang mở ra hay không. Nếu họ có sự ngập ngừng, bạn có thể hướng dẫn họ tạm dừng và thông báo với họ có thể quay lại sau này khi họ muốn. 5. Bạn có thể để người yêu cầu của bạn nằm hoặc ngồi, tùy theo điều kiện sức khỏe của họ hoặc họ thấy thích như thế nào. Sau đó bạn bắt đầu điều hướng mở ra Akashic của họ, lật từng trang từng trang một, nhớ là làm điều này dưới sự giám hộ của vị thầy hướng dẫn. Trong khi mở đó, bạn hãy để năng lượng của Akashic của người yêu cầu hòa với bạn, hãy thực hiện điều này một cách tự nhiên để dòng chảy được thuận lợi. 6. Bạn vừa đọc Akashic của họ, vừa có thể tương tác với họ, hỏi xem họ có thấy bất cứ điều gì không, về hiển thị, về cảm giác hoặc một cảm xúc gì đó. Bạn có thể khuyến khích họ ghi lại tất cả những gì họ đã được thấy, có thể hiểu ngay lúc đó hoặc không, nhưng giả sử có tình huống bạn hiểu được đó là gì còn họ thì không bạn sẽ cố gắng quan sát xem họ có sẵn sàng cho tiết lộ đó hay chưa. Nếu được, hãy giải thích với họ, nếu chưa, hãy để chuyện này vào lúc khác. 7. Khi họ đã hiểu, giúp họ đặt nó vào bối cảnh với những gì đang diễn ra trong cuộc sống của họ hoặc giúp họ gắn kết với những phần còn chưa rõ ràng. 8. Cho phép họ được an tĩnh một lúc để họ có đủ thời gian tiếp nhận và tự xác nhận xem xem những gì họ vừa khám phá có đúng hoặc có ý nghĩa gì với bản thân họ hay không. 9 nhắc họ quay lại nếu cần thêm sự trợ giúp từ bạn. 10. Nhắc họ về sự biết ơn với tất cả những thực thể đã hỗ trợ họ trong phiên truy cập hôm đó. Với lòng biết ơn, người yêu cầu sẽ có đủ sự tích cực để hiểu biết nhiều hơn về bản thân họ và lý do cho việc họ có mặt ở đây trong kiếp sống này. Bạn nên hỗ trợ hoặc khuyến khích người yêu cầu có một kế hoạch cụ thể về những thông tin mà họ nhận được ngày hôm nay và áp dụng vào trong cuộc sống của họ nên tâm niệm rằng hồ sơ Akashic đã được mở ra cho họ là để họ có đủ tư liệu để có những quyết định lên cuộc sống của họ, biết để đi tiếp, không phải biết chỉ để đó. Giả sử người yêu cầu của bạn có ý rằng họ chưa sẵn sàng để áp dụng những hiểu biết này vào đời sống, họ chưa muốn làm vậy, bạn có thể thông báo với họ rằng việc đó có thể dời lại sau này và hãy làm nó khi họ đã có sự chắc chắn, bởi có nhiều trường hợp, người yêu cầu thấy rất nhẹ nhõm và thoải mái sau khi truy cập vào Akashic nhưng cũng có một số thấy khó chịu và có cảm giác cuộc sống của họ ít nhiều bị biến động sau khi họ nhờ bạn mở ra Akashic. Một ít trong số đó có thể có trạng thái cân bằng hơn nếu họ có thêm thời gian để học cách tích hợp với nó. Nói chung là, họ có thể thấy vui lòng và cũng có thể không. Nếu họ có sự khó chịu, hãy cho họ thêm thời gian, không nên thôi thúc họ phải đồng ý và cam kết với điều đó ngay lập tức, không thể. Trong trường hợp đó, bạn chỉ cần lưu ý với họ rằng họ có thể quay lại tìm bạn một khi họ thấy sẵn lòng hơn. Điều quan trọng nhất mà một người đọc Akashic giúp người khác cần nhớ là những thay đổi này là một quá trình khám phá bản thân của mỗi người. Họ có những cách khác nhau để đối mặt với thế giới quan mới của họ sau khi đã tiếp xúc với loại thông tin trong Akashic. Chủ yếu có hai cách để mở tài liệu Akashic cho người khác. Một là người yêu cầu sẽ nhờ bạn thay mặt họ xem Akashic của họ và đọc hộ. Trong đó bạn là người sẽ mở ra kết nối của người yêu cầu với Akashic, bạn là một thể vật lý hỗ trợ cùng lúc với những thực thể vô hình trong Akashic cho người yêu cầu. Trong phiên đọc kiểu này, người yêu cầu có thể sẽ thấy một số hình ảnh hoặc tín hiệu từ Akashic, bạn sẽ là người hỗ trợ họ giải thích nó một khi họ không hiểu được. Hai là bạn tự mình làm điều này trong sự riêng tư và tìm hiểu nó một cách thật chi tiết, sau đó thuật lại với người yêu cầu về toàn bộ quá trình này. Chỉ cần áp dụng một trong hai phương pháp là đủ, không cần gộp. Những giả định phổ biến Có một số giả định từ nhiều người đã từng mở hồ sơ Akashic cho người khác đề cập đến, và sau đây là những điều thường gặp nhất. Bạn chỉ có thể mở hộ Akashic nếu bạn là người có kinh nghiệm trong thực hành này. Điều này không hoàn toàn đúng 100%. Bởi cũng có những trường hợp có thể thực hiện được đơn giản chỉ bằng việc dựa trên mong muốn của họ, và nhất là với những ai tự mở Akashic của cá nhân họ việc mở ra bản ghi Akashic không an toàn 100%. Điều này đúng, đặc biệt là mở bản ghi Akashic của người khác. Vì thế lời khuyên của chúng tôi là bạn nên lựa chọn làm điều này bằng phương pháp 2, tức là mở nó khi bạn ở một mình. Nhưng nếu bạn là một người đọc chuyên nghiệp, bạn hẳn sẽ biết các biện pháp phòng ngừa trước phiên truy cập để bảo vệ bản thân bạn lẫn người yêu cầu. Mở ra Akashic cũng đồng nghĩa với việc thay đổi cuộc đời bạn. Mặc dù như tôi đã nói khá rõ ở phần mở đầu quyển sách, một người sau khi truy cập vào Akashic sẽ thu được rất nhiều thông tin và sự hiểu biết, sau đó họ nên áp dụng chúng vào cuộc sống của họ. Tuy vậy, sự thay đổi chỉ là theo hướng tích cực và không gây ra một sự xáo trộn đáng kể như cách người ta thường hình dung khi nói đến cụm từ thay đổi cuộc đời. Mở ra tài liệu Akashic, nói một cách đơn giản chính là mở rộng nhận thức của bạn, để bạn có nhiều chánh niệm và ý thức hơn cho chính cuộc đời hiện tại của mình. Bạn sẽ được giải thoát khỏi sự không biết, khỏi hiểu nhầm khỏi những cái tưởng, khỏi những vô minh, chúng ta đau khổ, buồn bực, oán giận vì chúng ta không biết, vì chúng ta hiểu nhầm. Cho nên, cái thấy biết khi mở Akashic là để đi nói với chúng ta những gì chúng ta tưởng bấy lâu nay là không chính xác, là ngộ nhận, sau đó đem nhận thức này áp dụng vào cuộc sống hiện tại của chúng ta để có niềm vui, để có sự an lạc, bình yên. Mở ra được Akashic nghĩa là chúng ta sẽ không còn chịu đau khổ nữa. Khi bạn đương trong một cơn uất ức khó chịu, đau khổ về một sự kiện cụ thể với một người nào đó. Từ trong Akashic, bạn sẽ biết được lý do của việc bạn phải trải qua chuyện này. Rốt cục, sự đau khổ mà bạn đang dày vò hiện nay là có đáng hay không, có thay đổi được hay không. Đó là sự giải thoát, sự chữa lành mà Akashic mang lại cho tất cả những ai mở ra được nó. Nhưng khi bạn biết được gốc rễ của đau khổ từ sự kiện đó, thì chuyện này có chấm dứt không? Không. Bạn có thể biết được bản chất và nguyên nhân gốc rễ của việc đó, nhưng bạn không chấm dứt được việc đó và như thế cũng là quá đủ. Nếu bạn mở được Akashic, bạn là nhà ngoại cảm. Thông tin này có thể sẽ khiến bạn thấy có chút đặc biệt, nhưng dù là một nhà ngoại cảm đi chăng nữa, bạn cũng không được xem là một thực thể tâm linh, nghĩa là một nhà ngoại cảm cũng không thể biết hết được chuyện tương lai, biết chính xác điều gì sẽ xảy ra và xảy ra vào lúc nào. Mở được Akashic là thấy được hết những gì đã từng xảy ra hoặc đang xảy ra. Điều này là đúng, đặc biệt với những người hay thực hành kỹ thuật này một cách thường xuyên. Ngoài ra, nếu bạn đang kỳ vọng thấy được chuyện tương lai trong Akashic, nó không phải là một khả năng mà bạn nên trông đợi. Con đường tâm linh là một hành trình bí ẩn, một người không dễ để tìm thấy mục đích sống thật sự của họ trong một dòng chảy với nhiều bề bộn và phiền nhiễu. Họ thậm chí còn không thể xác định được cái họ nên đi tìm là gì. Có những người ở đây với một sự mơ hồ và không chắc chắn, tự hỏi họ nên có khát khao gì, mục đích gì, nên đặt những câu hỏi gì cho cuộc đời của họ. Và việc mở ra Akashic dường như là lối ra cho những tâm hồn mông lung này, bởi trước tiên, nó giúp họ sáng suốt và trở nên tỉnh thức. Trải nghiệm mà Akashic mang lại là trải nghiệm khai sáng về mặt nhận thức, đừng xem nó chỉ đơn thuần là chuyện huyền bí, chuyện kỳ lạ khơi dậy tính tò mò của bạn mà hãy nhìn akashic là một công cụ khơi thông dòng chảy sáng tạo bên trong bạn. Khi giúp người khác làm việc với akashic của họ, chúng tôi thường ghi nhận có một sự lặp lại trong những mẫu thức quan hệ, thậm chí với cùng những người cụ thể. Điều này giải thích cho câu nói cuộc đời của chúng ta là những bánh xe xoay vòng, chúng ta liên tục lặp lại một số chuyện và liên tục thấy lại một số người. Từ đó giúp ta tin chắc một điều rằng không có ai và không có gì đến trong cuộc đời của chúng ta là ngẫu nhiên cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh sách nói thư viện ông năm đến hết quyển sách này trân trọng